Môn số 27. Mà ba mạ nó còn sám hối nó tại vì nó nhảy lên. Mà ba mạ đa ma nu dồn chê tha mạ cà ma ra ti sẵn tha quang áp ba mắt tô hi cha dàn tô báp bồ ti quy bu lăng su khăn. Mà ba mà đa ma nu dùn chê tha mà cà ma ra ti sàn tha hoàng ấp ba mắt tô hi cha dàn tô báp bồ ti quy bu lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người không phóng dật dễ dỗi, người không mê đắm niềm vui dục trần, tỉnh thức thiền quán tinh tinh cần sẽ hái sẽ gặt phước phần sum xê, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Mà ba ma đa ma nu dôn che tha ma ca ma ra tỳ san tha quang áp ba ma tô hi cha gian tô bát bô quy bu lăng su khăn. Mà ba ma đa ma nu dôn che tha ma ca ma ra tỳ san tha quang áp ba ma tô hi cha gian tô bát bô ti quy bu lăng su khăn. Dạ con đã đọc xong. Dạ kính cảm ơn chị Rạng Đông. Dạ cảm ơn chị Ái Minh đã post bài. Dạ xin mời Tina. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Văn Lôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 27. À, bác đắc ma che san áp bát mát tu hi cha yan tu pháp bồ thiết quyết phút lần xuất cần mà bát mà đắc mát nút yun che tháp mà cả ma ra ti san tháp quang áp bát mát tu hi cha yan tu pháp bồ thiết quyết phút lần xuất cần. Chớ sống đời phỏng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Mà ta ma đa ma nương dương chê tha ma ca ma ra thì san tha quang âm ba ma tu hình cha nhân tu tam bồ thi quý bồ lăng xuất căn. Mà ba ma đa ma nương chê tha ma tha ma ra thì san tha quang âm ba ma tu hì cha nhân tu tam bồ thi quý bồ lăng xuất căn. Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục trần, tỉnh thức thiền quán tinh cần sẽ hái sẽ gặt phước phần sum xê, hòa thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và cả nhà, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, lễ thần tâm minh hạnh đại đức tuệ đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thầy nam tính. Và bây giờ tùy duyên xin kệ kinh pháp cú số 27. Mà ba ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha quang áp ba ma tô hi cha yan tô pháp bồ ti quy bu lăng su khăn. Mà pa ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha quang ba
ba mắt tôi cha giám tô tập bồ ti quế bồ lăng su khăn mà ba mắt đa mắt nu vân chế tha ma ca ma ra tì san đa quăng áp ba ma tô hi cha gian tô bạp bồ ti vi bồ lăng su khăn ma pa ma đa ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha quăng áp ba mắt cha dàn tô pháp bồ ti quy bồ lăng su khăn chớ sợi phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Người không phóng dật vui, người không mê đắm niềm vui dục trần, tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặt phước phần sung xuê. Và phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, à, kinh đã kể xong. Và bây giờ tự nhiên chưa thấy tín hiệu, và nãy giờ chắc bây giờ tự nhiên kính mời hình như Ái Minh chưa kể. Ái Minh có nghe âm thanh của tự nhiên không? Dạ, kính mời Ái Minh và Nhật Quỳnh. Dạ, tự nhiên xin xuống mic nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam Mô Bụt Thaya, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích Hoan Nguyệt, xích Giảng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, mến chào xích Hoan Nguyệt. À, mến chào xin thành kiểm vừa vào đạo tràng. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh hình như là xin thành kiểm chưa trả bài phải không, thành kiểm phải không Kim Nhung? Kim Nhung làm các gian các cửa có thấy thành kiểm trả bài chưa? Và cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đúng hay không. Và xà thú mời bàn tay thành kiểm nha. Dạ, xin hành kiểm ơi, Nhật Quỳnh thấy có bàn tay mà không có thấy hành kiểm cầm mic. Hành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Hoàng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mời hành kiểm cầm mic thử ngang. Dạ, rồi mời cô Ái Minh. Dạ, cũng sắp hết giờ rồi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ.
Dạ, dạ đạo tràng nghe rồi phải không? Dạ con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Lớp nào cái điện thoại nó khó xài, lớp nào cái kiếm nó lấy càn không thấy đường. Dạ xin đọc câu kệ kinh Pháp Cú số 27. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ba mat to hi cha yan to bap bo ti wi pu lang su khang. Dạ dạ xin nghe đại. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang Am ba mát tô hi cha san tô bập bô thi quý phù lăng su khăn. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định lạc được an lạc lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đọc, đọc kệ đọc bản dịch xong rồi ra xin trả mít thầy cho đạo tràng. Dạ, sa thủ lành thai kính cảm ơn xích thần kiểm. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính chào người phương Nam, Bảo Khánh và Hoa Sen như giao đạo tràng. Dạ, chắc cô Ái Minh đang mắc kẹt bên rồi, không có cầm mít được. Dạ, cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 27. Dạ. Đặng Đồng khi nào thấy Đại Đức Tịnh Đạt online cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, Nhật Quỳnh có nhắn thỉnh. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 27. Dạ, cảm ơn Đặng Đồng cho bài học. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka Marati san tha wang ap ba mat to hi cha yan to bap bo thi vi bu lang su khang ma ba ma da ma nu yin ma ba ma ba ma nu yun che tha ma ka Marati san tha wang ap ba mat to hi cha yan to bap bo thi vi bu lang su khang Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap ma ma to hi cha yan to bap bo ti vi bu lang su khan. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ma ba ma da ma nun yun che tha ma ka ma ra ti san tha quang a ba ma to hi cha yan to ba bo ti vi bu lang su khang ma ba ma da ma nun yun che tha ma Kamara ti san tha quang a ba mat to thi cha yan to ba bo ti vi bu lang su khang. Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục tỉnh thức thiền quán tinh cần sẽ hái sẽ gặt phước trần sum xê. Và đây là bản hậu thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức
Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền. Giờ Quang Năm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhược Quỳnh kính cảm ơn Xích Thành Kiểm, cô tu nữ Tuệ Quyền, Xích Thi Na, Xích Kim Nhung, Xích Tâm Phương, Xích Rạng Đông. Và không còn thiếu vị nào thì cho Nhược Quỳnh xin lỗi nha. Dạ, đã hoan hỷ lên ông bài câu Pháp Cú Kinh số 27. Dạ, bây giờ thì con chưa có thấy Đại Đức Tịnh Đạt online, nhưng con thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền rồi. Có lẽ là sư sẽ đảm nhiệm hết luôn. Dạ, nên con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư để chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh ngày 28 ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bù Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lầm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh bởi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 28. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Và sa thú lành thai. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Phuthang Phakkawantan Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Visupatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quay lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chú quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Có nghe tiếng ồ gì không ạ? Rất rõ phải không? Dạ, hôm nay chúng tôi dạ có chút dạ bởi vì có cái tiếng mình nó cũng hơi nóng quá đó, cho nên có cái quạt máy. Dạ, nghe rõ vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa luôn. Hôm nay chúng ta học cái câu Pháp Cú số 28.
Bây giờ để không mất thời gian, chúng tôi sẽ đi nhanh. Bây giờ câu thứ nhất là Pama Đăng Appamade Nayatha Nodi Bandito Nodati Bandito. Thì bây giờ chữ Pama Đá, Pama Đá đây là một danh từ. Pama Đá là một danh từ. Pama Đăng tôi chia theo đối cách thôi, danh từ nam tính, gọi là sự sao lãng hay là cái sự phóng dật hay là cái sự buông lung, đó chính là rồi. Và ở đây có thể chúng ta vừa hai chữ Pamada và Appamadena nó cũng là một cái, cũng là một, cũng từ một cái từ đó. Và một cái từ đó thì như vậy thì chúng ta biết là được, cũng được cái nghĩa như vậy thôi. Tôi nghĩ từ cái chữ Pamada và Pamadang, Pamadena thì chia theo từ cái cách ở trong trong cái danh từ, có nghĩa là sự sao lãng hay sự phóng dật. Và cái chữ Yada, Yada đây là một cạn từ, tức là vào lúc đó hay trong khi đó, trong lúc khi lúc đó, vân vân. Và cái chữ thứ hai, tức là cái chữ mà Dutati, Dutati đây là một động từ, từ cái căn nút cộng với á cộng với tí bằng nút đá tí, đây là một tha động từ, dòng tha động từ, tức là cái sự xua đi hay là cái sự lùi hay là cái sự dẹp qua đó, và để cho nó qua đi. Tô nam tính bậc trí, và cô nếu mình đã dịch đã đưa ra thì với mình đã làm như vậy rất là rất cảm ơn, chính xác. Dạ, nó là một động từ đẩy lùi hay hoặc là xua đi hoặc là dẹp bỏ nó, là xóa tan nó, vân vân, tùy theo cái nghĩa mà chúng ta dịch. Còn cái chữ Bandita là cái, đây là một danh từ nam tính, là bậc hiền trí. Rồi tiếp theo là Banya Ba Sa Đăng. Đây là một hợp từ của hai cái danh từ. Tức là cái Ba Sa Đá là cái bình từ, đền tĩnh từ, tức là cái tòa lâu đài trí tuệ. Nó chỉ nghe là nó chỉ là một tòa lâu đài trí tuệ, là Banya Ba Sa Đa Ruha hoặc là Bama Ruha ha. Nó là cũng là một hợp từ. Mà còn cái chữ Ariha đây là một cái mà chúng ta mà gọi là cái cả động từ bất biến quá khứ phần từ, tức là sau khi làm hay đã làm xong á, đã làm hay là sau khi làm, sau khi đã làm xong, tức là sau khi đã leo lên, cộng với đồng ngữ a. A đây có nghĩa là trở về hay là hướng về. Dạ. Và cái chữ cái căn rui ru ha ru, cái căn ru rút, cái heo là cái căn ru là trưởng thành, có nghĩa hay là có nghĩa là leo lên. Dạ. Đó là cái căn động từ nó như thế. Và nó đi qua một cái chữ nữa, có nghĩa là chữ Asoko. Asoko, Asoko đây là chia theo chủ cách, từ cái chữ Asoka. Asoka, Asoka có nghĩa là một cái danh từ nam tính, mà nó chia theo cái chủ cách thôi, là người không còn sầu muộn. Soka đây là như nó
là người không còn sầu muộn. Chẳng qua nó thêm một cái tiếp đầu ngữ Asoka. Tiếp đầu ngữ đây cũng nghĩa là nói là người không còn, một tiếp đầu ngữ mà nát và ách thí đó, cái cũng như là nát hoặc là ách thác hoặc là ách thí, tức nghĩa là không có. Cái chữ sokinin đây là một danh tính từ, từ cái chữ sokinin đây là người bị sầu muộn, hay là đám người, hay là phần đông người bị sầu muộn. Thì cái từ chữ sô cá là sầu muộn, chúng ta thấy nó đi theo cái tiếp vị ngữ, nó cộng nó theo cái ngữ, vị ngữ ý là chỉ nó trên cho chỉ cái sở hữu, tiếp vị ngữ ý, một cái tiếp đầu ngữ, một cái tiếp vị ngữ. Bây giờ tiếp vị ngữ là ở sau, bị là đuôi á, tức là ở đuôi sau. Còn bách chăng, đây là danh từ nữ tính hay là bách cha, đấy là vị ngữ A, và chúng ta biết nữ tính đó là nói về người. Bapatatho, từ cái chữ bapatat cộng với tát, cộng với thác. Đây là danh từ nam tính chia theo chủ cách. Dạ. Có nghĩa là người đứng ở trên, có một con người đứng ở trên. Có người đứng ở trên cái ngọn núi, hay là người đứng ở cái ngọn núi. Cái chữ bắp bắp tá là danh từ nam tính, là nói về núi. Và cái căn tha cũng như là đứng. Căn tha là đứng. Và cái chữ tiếp theo chúng ta nữa là cái chữ phá. Phá hay là ý phá, có nghĩa là một bất biến từ, nghĩa là như. À, phá ý phá. Dạ đúng vậy đó, phá ý phá. Ví như tợ như, đúng vậy, ví như tợ như vậy đó, đúng vậy đó. Phu mắt thê. Phu mắt thê đây từ cái chữ phu má cộng với tá cộng với thác, mà nó chia theo định sơ cách số nhiều vậy thôi. À, thì lỗi số ít. Phu mắt thê có nghĩa là nói là cái người, đây là nó là một danh động từ đó quý vị, nó một danh động từ đứng ở trên cái gì, ở trên mặt đất. Một cái chữ phu mát, phu mí, phu mát tức là cõi hay là mặt đất. Đây là danh từ nam tính cộng với căn tha nữa, chứ căn tha có nghĩa là đứng, hồi nãy chúng ta thấy rồi đó. Thì ở đây cái chữ phu mát tê, phu mát tê có nghĩa là đứng trên, đứng trên mặt đất mà chúng tôi vừa nói. Đây danh từ nam tính chia cho định sẽ cách xuống số nhiều hay là số ít tùy theo. Tức là một con người ở đây, ở đầu tức là nói có một người, thì ở đây nói là số ít, tức người đứng trên, đứng trên mặt đất. Cái chữ phu má là mặt đất, cái chữ tha là đứng. Rồi cái chữ thiro đây là danh từ là chủ cách, nó chia theo á ô. Ô đây là số nhiều, chủ cách số nhiều nam tính, có nghĩa là nói đến bậc trí, bậc trí. Và cái câu, cái chữ tiếp theo nữa, cái chữ ba lê là từ cái chữ ba lá. Ba lá là danh từ nam tính chia theo định sơ cách là đê, những người, nói những người, những người, xin lỗi, chia theo đối cách, đến nó nói đến người ngu hay là những người, những người ngu. Ở đây là số cách mà nó số nhiều. Tôi đứng trên núi để thấy hay là biết những người, những người ngu ở dưới. Chữ Avakati từ cái căn tiếp vị ngữ Ava, tiếp đầu Ava cộng với X cộng với Á cộng tí. Đây là một tha động từ, nó thành một cái hiện tại phân từ, có nghĩa là Avakati có nghĩa là nhìn xuống hay là đang nhìn xuống. Nếu mà hiện tại phân từ thì là đang nhìn xuống.
thì tiếp đồng ngữ Abab có nghĩa là xuống dưới, ở dưới, và Ikhi Ikha có nghĩa là Ikhati, Ikhati đó có nghĩa là nhìn. Thì đó là nhìn xuống. Và đúng vậy, cảm ơn cô của em mình đã thích ngữ cái câu này quý vị. Kệ thì nó cũng cũng hơi khó đó. Arui h o a arui h a so co, nhớ vậy đó. Cái chữ arui h, tôi nhắc lại cái chữ đó, uy, tức là rui h arui h arui h arui h arui h rui 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 h, đọc rất là lẹ. Chứ được đọc arui h hay là arui h arui h arui h được. Arui, 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 dạ, dạ. Có nghĩa là một hiền trí mà xua đi cái sự sao lãng bằng cái sự không sao lãng, đã leo lầu đà, lâu đài trí tuệ, là người không còn sầu muộn, nhìn xuống đám người đang bị sầu muộn, tự như như là người sáng suốt đứng trên ngọn núi nhìn xuống những người ngu si đứng ở trên, còn đang đứng ở trên mặt đất. À, đây là cái câu pháp cú mà chúng ta được trích dẫn bằng rằng người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Và đây là cô Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt trực tiếp, và phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ rằng: niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não binh ma cuối đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người. Dạ, đó chính là cái thích nghĩa cái từ như vậy. Và tiếp theo chúng tôi sẽ giảng về cái duyên sự và ý nghĩa của nó. Đây là nói đến cái câu chuyện của ngài Kassapa, ngài Mahakassapa, tức là bậc đại thinh văn, xin lỗi, bậc thượng thủ thinh văn đệ nhất về Đầu Đà, là ngài Ca Diếp. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, nói liên quan đến đến ngài trưởng lão Ca Diếp. Khi trưởng lão Ca Diếp còn ở trong cái hang Bíp-pa-lý của Hà Văn, tức là cái hang Bíp-pa-lý, tên là Bíp-pa-lý, thì một hôm ngài vào thành Vương Xá Khất Thực và trở về sau khi độ ngọ. Rồi ngài nhìn xuống khai mở trí tuệ, ngài nhìn bằng cái nhìn của bậc trí tuệ để nhìn soi xét chúng sinh bằng tuệ nhãn của mình. Thì ngài Kassapa thấy rằng người chúng sinh nó kẻ thì buông luôn phóng dật, thì cũng có người có chánh niệm. Chúng sinh ở trong nước hay trên mặt đất, ở trên núi, ở khắp mọi nơi, hay kẻ ra đời, kẻ vừa mới sinh ra thì người quá vãng, và nhìn xét coi theo sở hành của chúng sinh như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, nhìn thấy biết được đệ tử của chính mình là ngài Kassapa đang quan sát chúng sinh về cái sự sanh tử, về cái sự đau khổ của chúng sinh trong vòng lăn trôi từ kiếp này đến kiếp khác, và thọ mạng như thế nào, vào thai của người mẹ ra sao mà không hề biết, vào cái bào thai của cha của mẹ mình mà mình cũng không biết đó là cha, biết là cha lẫn mẹ, và biết rằng vòng sanh tử của chúng sinh nó là như thế. Bắt đầu Đức Thế Tôn ngày liền phóng hào quang, ngày đi đến trước mặt ngài Ca Diếp, ngày đọc câu pháp cú rằng: người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như chúng ta có một sự tu tập, chúng ta có một sự hiểu biết, thì chúng ta mới thấy cái câu này là nó rất là thâm thúy, cái câu này nó rất là hay. Và tại sao mà đứng ở trên lầu cao mà nhìn xuống? Bây giờ có một lúc mà quý vị ở trên lầu, đứng ở trên lầu, nếu chúng ta nhìn xuống dưới chúng sinh đó, vào
bất cứ buổi nào cũng vậy, nhất là ở các cái phố thị đó, chúng ta đứng trên lầu chúng ta nhìn xuống thì chúng sinh ấy, nó nhốn nháo dưới kia, người thì xe ngược dọc xuôi, rồi xảy ra tai nạn, rồi bất thứ cứ đủ thứ đủ chuyện hết. Thì chúng ta mới hiểu biết được cái câu này, nó rất là thâm thúy. Người thì chạy chuyện này, người thì đi việc kia, người thì tính toán sắp xếp cái này cái nọ. Thì đứng trên cái nhìn của bậc trí tuệ đó thì thấy cái người đó, chúng sinh đó sẽ rất là đau khổ. Sẽ rất là đau khổ. Và ở đây trong cái câu kệ này, trong cái sự, trong cái duyên sự này, chúng ta thấy Đức Phật Ngài, tại sao mà Ngài quán sát, Ngài đi đến, Ngài nói, cái Đức Thế Tôn Ngài ở tại Kassapa, Ngài biết được, Ngài xa, Ngài Kassapa đã nhìn, đã thúng cái tầm thiên nhãn của mình, quan sát tất cả chúng sinh, từ cái gì? Cái sanh đến cái tử đến cái sanh, và ước lượng như vậy, thì Đức Phật mới đi tới, Ngài báo cho Ngài Kassapa rằng, Apparition Apparitino, có nghĩa là cái điều này Kassapa sẽ không có thể hoàn bị được, không có thể tốt đẹp được, bởi vì không thể nào mà tìm ra được cái manh mối của chúng sinh nhập vào thai bào mẹ và không cho cha mẹ biết, hoặc là này Kassapa, việc ấy quá tầm nhận thức của Kassapa, quá tầm nhận thức của Kassapa. Ở đây có nghĩa rằng nói đến cái gì? Cái tệ vức của chính Đức Phật, tức là cái Sapanyu toàn tri, hiểu biết được nhân sinh và vũ trụ một cách tường tri, chỉ có tuệ giác của Phật thôi. Ngay cả Ngài Xá Lợi Phất luôn cũng không thể nào mà thấu hiểu được một cách vẹn toàn, bởi vì cái đó nó thuộc về cái trí của Sapanyu, của cái bậc toàn tri hay là bậc toàn giác mới nhìn được, tức là nhìn được thấu rõ ràng cái túc mạng minh, cái sanh tử minh của chúng sinh nó như thế nào. Các vị đó đạt được lậu tận minh, nhưng túc mạng minh, sanh tử minh thì có giới hạn, chỉ có bậc toàn giác là bậc coi như là xuyên thấu xuyên suốt. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, nếu chúng ta đứng từ ở trên tầng trên nhìn xuống thì chúng ta mới thấu suốt được cái tầng phía dưới, rồi từ cầu cao đó mà từng cái cõi trên nhìn xuống cõi dưới thì chúng ta sẽ tường tận. Như hồi nãy chúng tôi nói, nếu như chúng ta đứng từ trên lầu chúng ta nhìn xuống, biết bao nhiêu người ngược xuôi của cuộc đời, và bao nhiêu là tâm trạng, bao nhiêu là cái buồn cái vui của những người đó chạy ngược chạy xuôi. Thì như chúng tôi thường nói đó, họ cái gì? Họ chỉ làm việc, họ ăn uống ngủ nghỉ, và cứ trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt rồi suốt trăm năm một khỏi đi về. Mà Trịnh Công Sơn nói như vậy thì trên cái nhìn của các bậc trí tuệ đó, họ chỉ biết như thế, vẫn cứ vần xoay trong cuộc đời, rồi chết đi sanh đến cõi khác, chúng sinh cõi khác sanh tới cõi này thì nó cũng vần xoay, chịu biết bao nhiêu cái đau khổ, và cái sanh cái tử đó nó tới nó đi như thế. Những người nào mà chấm dứt, nếu như chúng ta tu tập và chúng ta không còn cái gì, không còn cái sự phóng dật, cái sự phóng dật ở đây, hay là cái sự dễ vui, cái sự sau đó chính là cái sự dễ vui để chúng ta thân hành ác, khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác, thì chúng ta sẽ gặt cái quả đau khổ. Nếu chúng ta biết chuyên cần, chúng ta lánh xa, thì chúng ta không có bị cái ác pháp đó nó che phước, vì cái ác pháp đó nó che thấu, mà chúng ta tu tập một cách tường tận, một cách tốt đẹp, thì mới đó mới là một cái bậc có một trí tuệ, bậc có một cái sự tốt đẹp. Hồi nãy mà chúng tôi có phân tích cái chữ như thế này quý vị nhớ, cái chữ núi đá tí đó,
Tín Lú Đa Tí ở đây có nghĩa là nó tống đi, cũng như từ trên núi mà nước nó đẩy nước xuống ao hồ, nó tống đi thì nó làm cái gì, nó làm xáo trộn cái nước cũ ở trong, nó không cho yên ổn được nữa. Thì như lấy đầu mà đụng cái đầu, đuổi tống cái lớp cũ thay đi cái lớp cũ, nó như thế nào thì cũng như thế đó. Đối với bậc trí tuệ đó, các bậc trí tuệ các ngài cũng phát triển cái sự chuyên cần, đuổi đi những cái ác pháp để không bị phóng dật, và dùng hạnh chuyên cần để đẩy lùi cái phóng dật. Và thế là viên mãn mới leo cái lầu thang, mới tiến bước đến cái niết bàn, đạt được cái trí tuệ, nhìn thấu được tất cả chúng sinh, tất cả những chúng sinh khác, sinh tử và đau khổ trở lui, trạng thái như thế này, sanh đi và tử, sanh rồi tử, tử rồi sanh rồi tử rồi sanh, một cách liên tục như vậy. Còn cái ý nghĩa mà hồi nãy chúng tôi nói cái chữ mà rất là tuyệt vời, tức là bát tát thô phum mát thê, có nghĩa là nói lên cái gì, nói lên như cái người mà đứng trên cái dãy núi nhìn xuống dưới núi, hay là đứng trên lầu mà nhìn xuống dưới đường, thì chúng ta có thể quan sát một cách tự do, rất là dễ dàng, không có khó khăn gì. Thì bậc trí tuệ hay bậc đoạn lậu thì không còn cái sự đau khổ, không còn cái sự sanh tử nữa. Thì các ngài nhìn thấy chúng sinh đang tham ái, đang khổ sầu trong vòng sanh tử, và các ngài nhìn như thế thì nó là không có khó khăn gì. Cũng như bây giờ cái người mà học tốt nghiệp cử nhân, tốt nghiệp tú tài, hay tốt nghiệp gọi là cấp 1, cấp 2, cấp 3, thì người ta nhìn các cái đứa trẻ mẫu giáo, nó đọc tiếng A, tiếng B, tiếng C, 1 cộng 1 bằng 2, vân vân, thì một cách dễ dàng như vậy đó. Đối với các bậc đoạn lậu, không còn sanh tử, không còn khổ đau. Thế đây, kính thưa quý vị, nói một cách vậy thì chúng ta thấy ví dụ như vậy là nó cách xa. Một người mà có giữ giới, một người không có giữ giới. Bây giờ một người, ví dụ giờ ta nhậu nhẹt say sưa suốt ngày, thì một người tỉnh thức, một người không có bị say sưa, người ta nhìn cái người đó, người ta chỉ biết lắc đầu, sao mà tối ngày chỉ biết say sưa, không có bình tâm, không có vững trí một chút nào cả. Hay là họ nhìn những cái người ác xấu, họ thác loạn, họ thâu đêm suốt sáng, rồi họ cứ như thế mà họ tàn phai cái gì, họ sống theo cái sự đam mê bằng bản năng của họ, chẳng hạn như là để họ làm những các cái việc ác, hay là họ hút chích, hay hoặc là họ vui chơi mà không biết cái gì là đau khổ, không biết cái gì là nguy hiểm. Thì cái người mà bình tĩnh sẽ nhìn thấy như vậy. Hay một người không bệnh, khi chúng ta thấy cái người bệnh thì sự tội nghiệp cho chính họ, thì cái thân họ, cái tay không dở lên được, cái không dở lên được, cái miệng không thể nói ra được, ngay cả con mắt không thể nhìn được, họ thiêm thiếp như vậy, hay là họ bất động như vậy, thì cái người khỏe mạnh khi nhìn cái người bệnh rất là đau khổ như thế nào, thì cũng vậy. Đối với các bậc trí tuệ, nhìn chúng sinh cũng như thế đó. Thì kính thưa quý vị, chúng ta tu, chúng ta chưa có được thành tựu cái gì gọi là lớn lao cả,
Nhưng chúng ta cũng hơn chứ, cũng hơn nhiều người đó chứ, đừng có giỡn. Quý vị nhớ rõ nha. Đối với họ không hiểu, chúng ta có hiểu. Đối với họ không có giới, chúng ta có thọ giới. Đối với người không có bố thí, chúng ta biết bố thí. Có những người không biết buông bỏ, chúng ta biết buông bỏ. Có những người không biết lắng nghe, chúng ta biết lắng nghe. Có những người không có tàm, không có quý, chúng ta có lòng tàm, có lòng quý. Có những người không có cái tâm để xả bỏ, họ luôn luôn câu thúc câu chấp, đúng là tự ái, đúng là bực bội, đúng là khó chịu. Thì chúng ta hãy nhìn trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì đối với các bậc trí tuệ, họ nhìn chúng ta rất khiếp đó. Cũng như các bậc tu đầu quần sẽ nhìn chúng sinh mà đắc tới phi tưởng, phi tưởng luôn, một cách tức là rất là sợ hãi và khiếp đảm. Chúng sinh này đang đau khổ. Và rồi cái vị Tứ Đà Hàm sẽ nhìn cái vị tu đầu quần, các vị này còn vẫn còn bị nhiều cái đau khổ. Và cái vị A-na-hàm nhìn cái vị Tứ Đầu Quần còn nhiều, phải còn nhiều đau khổ. Và cuối cùng cái vị Tứ Quả sẽ nhìn cái vị Tam Quả đó, à, vẫn còn bị giới hạn, chưa có có được tự do, chưa có được giải thoát hoàn toàn. Thì một cái nhìn dễ dàng như vậy, thì ở đây kính thưa quý vị, tại sao mà Đức Phật này nói dĩ nhiên cái người mà không sầu nhìn kẻ sầu, khi chúng ta không có bị câu thúc ái chấp bất cứ một lý do gì về cái sự dính mắc của của cải, của tâm tư tình cảm, cái người mà đang khổ vì thất tình, thì cái người không có bị vướng tình thì nhìn cái con người thất tình sẽ hết sức là khủng khiếp, mà hết sức là cách xa. Con người đó nó có bình thường, hay là con người mất mát tiếc nuối với tài sản, hay tiếc nuối những cái gì nó đã qua đi, họ cứ tiếc nuối mãi như thế và không bao giờ nguôi qua được. Chúng tôi có một cái người Phật tử đó, có một người con chết cũng khoảng gần 7-60 năm nay rồi. Khi mà nhắc tới người con là không bình thường được, mà nhiều lần đi chùa rồi gặp chúng tôi cũng khuyên nhủ là họ đỡ một phần nào. Họ nói quả thật khi con đi đến chùa thì con nghe sư nói thì con tương đối nó con khỏe hơn, chứ con ở nhà, nếu trước kia con nghĩ rằng nếu như con không gặp sư từ nay chắc con chết quá chứ không sống được. Thì mới nói rằng họ có một cái nhìn khủng khiếp lắm quý vị, họ chấp thủ khủng khiếp lắm. Không biết con họ nó sẽ như thế nào, mà con họ sẽ ra sao, con họ bị cái gì, và bây giờ nó ra sao như thế nào. Họ luôn luôn có một cái sự tin tưởng như vậy. Rồi cái họ rất là buồn. Rồi quý vị biết, thí dụ như rồi cái nằm mơ mới thấy là bây giờ đó chỉ có mẹ là thương con thôi, bố không thương con, anh con không thương con, chỉ có mẹ thương con. Thì chúng ta nói thôi, cũng đừng có suy nghĩ nhiều cái chuyện đó. Thì chúng tôi muốn nói rằng một cái người mà bị trói buộc, họ chưa biết rằng người con họ đã chết, giờ nó không còn nữa. Và họ giờ họ biết được cái người con của họ đã chết, người con họ không còn nữa, nhưng điều mà họ muốn đi tìm có người con của họ như thế nào và họ ra sao. Thì chúng sinh nó đau khổ như vậy, nó đắm chìm trong cái đau khổ như vậy đó. Thì cũng như có người bị mất danh, bị mất tiền, bị mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, cái sự đau khổ nó xuyên suốt. Thì nếu như chúng ta bình tĩnh, chúng ta là một con người tỉnh, thì chúng ta sẽ không có cái gì cả. Hay là một người tỉnh mà nhìn một người điên, thì các bậc trí tuệ họ nhìn chúng ta như là con người điên vậy đó. Bởi chúng ta mới chạy theo cái sự đau khổ, chạy theo cái sự khổ, có thể nói như thế đó quý vị.
cho nên ở cái chữ mà Papatattho Tapumat Tapumat thế có nghĩa là nhìn một cách dễ dàng đối với các bậc thánh. Khi mà cái sự chứng đắc, khi cái sự kết thúc chấm dứt sinh tử của họ, và họ có một trí tuệ, họ có một cái sự quan sát, thì họ nhìn con người mình thì nó không có khó khăn gì hết. Cho nên vì vậy ở trong cuộc đời này, chúng ta nhớ chúng ta vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn hữu duyên. Khi chúng ta có thể nghe pháp được, khi chúng ta có thể bố thí được, khi chúng ta có thể trì giới được, khi chúng ta có thể khi chúng ta có thể thân lành, khẩu lành, ý lành được, thì chúng ta nên trân quý và chúng ta thực hành theo như thế. Quý vị nhớ rằng cái việc cự cãi thì rất là dễ, nhưng cái việc không cự cãi, cái việc làm ác thì rất dễ, thân ác thì rất dễ, nhưng thân không, thân lành thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn nếu như mà cái khẩu ác thì nó rất, nói ác thì nó rất là dễ, nói xạo, nói nhảm nhí, nó vô ích, nó hai lưỡi, nó đâm thọc thì nó rất là dễ. Nhưng chúng ta nói cái lời gì, cái lời chân thật, chúng ta nói lời chân thật, chúng ta nói cái lời ái ngữ, chúng ta nói cái lời dễ nghe, dễ thương, dễ mến thì nó rất là khó. Mà xuất phát từ tấm lòng, từ chân tình của chính mình, nó rất là khó. Và cũng như vậy, cái ý nghĩ của chúng ta, lại cái ý nghĩ lành thì nó rất là khó. Mà cái ý nghĩ tốt, cái ý nghĩ xấu, ý ác thì rất là dễ. Khi mà mình thấy người ta nói ác, khi mình thấy người ta làm ác, thì lòng dặn mình đừng nên làm ác, đừng nên nói ác. Thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng người ta nói xấu thì kệ người ta, nhưng mình nói xấu người ta mình cảm thấy thú miệng. Và khi mình có sự bình phẩm, có sự đánh giá người ta, thì mình hãy nhớ rằng đừng có đánh giá, đừng có cho rằng người ta như vậy. Chưa chắc rằng gặp tình huống như vậy mình có thể làm ít hơn người ta không. Như chúng ta thấy có những cái chuyện mà khủng khiếp lắm, nó giết nhiều người và nó làm nhiều cái điều ác. Đó là khi tâm của chúng ta đang bình tĩnh, tâm của chúng ta đang cái ý niệm tu tập, hay tâm chúng ta đang dịu hiền. Nhưng điều mà đồng một con người có tâm hung bạo, có cái lòng sân, có cái lòng thù và có cái sự bực tức khủng khiếp, thì họ làm tất cả, thì chúng ta phải nhớ như vậy. Hay chúng ta thấy người ta dở, thấy người ta dốt, thấy người ta nghèo khổ, thấy người ta đói rách, thấy người ta khổ sở như vậy, chúng ta không nên xem thường. Cái nghiệp của họ đang mang như vậy, như liệu có chừng mình cũng có hơn họ thôi đâu. Chưa biết cái tạp nhiễm quá khứ của mình nó là như thế nào. Cho nên đừng có nghĩ xấu về người, đừng có nghĩ ác về người. Bởi vì chúng ta có chừng suy bụng ta mà ra bụng mình, ra bụng người, hay là ra chính là bụng của mình chứ không phải bụng của người. Suy bụng ta ra bụng mình nó chuyện gì hết. Suy bụng người ta mà chính là mình, chính là mình đây chứ ai. Mình có xấu như vậy mình mới suy nghĩ người ta như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, ra bụng mình. Và có nghĩa rằng từ cái mình như thế thì cái người ta như thế à? Không có. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có cái sự suy nghĩ như thế. Cái tâm tư người ta ác thì đó là của người ta, và mình mong mình có cái tâm tư, có cái ý niệm lành, tâm tư hiền thiện, tâm tư có sự tu tập, thì như thế thì cái tu thì chúng ta được đạt được nhiều cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Cái điều này chúng ta đừng có cho rằng nói chuyện dễ hay nói chuyện khó gì, mà chúng tôi có một cách cho chúng tôi rất là thích chỗ là cái gì. Khi mình đã lỡ nói á, thì mình chưa kiểm soát mình đã lỡ nói, thì thôi mình dừng ở chỗ đó cũng không sao.
còn hơn đã biết là sai mà còn làm bừa làm càn câu chuyện. Hay chúng ta dùng cái hơn của mình để chúng ta che giấu, hay dùng cái hơn của mình để chúng ta áp bức người ta thì cũng không nên. Khi người ta đói khổ đó quý vị, người ta bán cái uy tín rồi, người ta xin mình chỉ có một vài đồng tiền lẻ, mình không cho, mình lại còn nói người ta như thế này, nói người ta như thế kia, cái đó là không nên. Chúng ta không cho thì cái tâm của chúng ta nó đã chấp thủ là một chuyện, cái tâm chúng ta không có cái lòng từ lòng bi gì cả đã là đáng nói rồi, mà chúng ta lại là binh phẩm, lại là phỉnh gạt người, hay hoặc chúng ta lại là có cái sự khinh miệt người, thì đây là một điều nguy hiểm. Khi mình thấy người khổ, mình giúp cho người khổ, mình mong rằng trong dòng sanh tử mình đừng gặp những khổ sầu như thế này, gặp những khổ đau như thế này. Do cái nhân lành này, do cái ý niệm lành này, mong rằng cuộc đời mình đừng gặp những tình huống như thế này. Thấy người ta đau khổ, mất mát, cái tâm tư tình cảm vật chất gì đó, chúng ta có sự chia sẻ. Cái sự chia sẻ này là cái sự chia sẻ để họ không phải đau khổ, và chính mình không có bị đau khổ ở trong tương lai nữa. Chúng ta có thể đón nghe, chúng ta có thể được đón nghe họ được, chia sẻ họ được để dẫn dắt họ, chứ không phải chúng ta là cái chỗ coi như là cái chỗ cho người ta đổ, cho người ta trút vào đó, và chính mình cũng bị đau khổ nữa. Thì cái điều này phải có sự chia sẻ. Ở trong cuộc đời này đừng bao giờ sống cuộc sống này, chúng ta có thể cho ra được thì chúng ta cho, chúng ta có thể làm được những việc thiện thì chúng ta làm, nhưng đừng bao giờ có cái ý nghĩ nó xấu xa. Đừng có nghĩ người ta sống như chính mình sống. Cho nên tam nghiệp thiện, ý nghiệp thiện này thì chúng ta cũng có sự so sánh được chứ. Chúng ta cũng hơn không biết bao nhiêu người à. Chúng ta thiếu thốn, chúng ta khó khăn, nhưng cái sự khó khăn, cái sự thiếu thốn của chúng ta cũng còn tốt đẹp không biết bao nhiêu người. Ở đó nói đến cái gì? Nói đến biết vừa lòng với những gì mà mình đang có, biết chấp nhận với những gì mình đang cầm nắm đây. Chúng ta không tham lam, chúng ta không có ước cầu, không có tham vọng. Và chính chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ được an lạc, nó cũng vượt qua đi cái khổ nạn của chính mình. Nhiều người sở dĩ mất mát đi những cái tâm tư tình cảm, nhiều người mất mát đi cái sự an lạc thì bởi vì họ có quá nhiều mưu tính, họ có quá nhiều tham vọng, họ có quá nhiều ước mơ, họ đa dục quá, ước muốn nhiều quá. Và cuộc đời này nó mãi khôn nguôi cho chính chúng ta mà cho rằng đó là túi tham không đáy, ước vọng nó vô cùng vô cùng và vô cùng. Thì chúng ta thấy đối với cái bậc trí tuệ, các ngài thấy chúng ta bị ái tham nó cuốn nó trôi, còn đối với các ngài đã tĩnh lặng phiền não, các ngài không còn ái chấp, các ngài không còn cái sự khổ sầu ở trong cuộc đời. Cho nên cái sự tu tập là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, để chúng ta không còn sinh tử nữa. Nó tuyệt vời lắm, chứ không phải nó như một cái nhìn của mình đâu. Ngày hôm qua chúng tôi có nói, chúng tôi nói ví dụ như một, chúng tôi có nói về cái đường phản pháp từ gì, chúng tôi nói chúng tôi chỉ họ ngồi thiền một chút xíu, chúng tôi hồi giờ nhắm mắt đi, họ cứ thở ra thở vô như vậy, không truy tìm quá khứ, đừng có suy nghĩ về tương lai nữa. Thì ngay trong lúc đó là cái phút giây hạnh phúc của chúng ta, không có khổ gì, không có chuyện gì quá khứ nó dồn tới, cũng vì tương lai mà ước muốn cho chính chúng ta cả. Mà chúng ta chỉ tu như thế, niệm như thế đó, đó là lời Phật dạy vậy đó.
Hải Quang nói rằng à, bây giờ nếu mà cái không giờ mà nắm bắt được phút giây hiện tại, vậy thì chúng ta tu mà chúng ta nắm bắt được phút giây hiện tại thì sao được. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta cứ làm như vậy cho nó thành một cái vững chắc, cho nó thành một cái thói quen dẫn dắt, và tu tập để cho chánh niệm nó vững vàng, tu tập cho chánh định nó vững vàng, cho tâm của mình đỡ bớt có tham ái, bớt có láo táo, bớt có khát ái đòi hỏi nhiều, thì tự nhiên chúng ta sẽ được tốt. Đây chính là cái điều mà chúng ta cái niệm tu tập là vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất Kỳ, ngài Ca-sa-pa, ngài nhìn có những chúng sinh rất là tham lam, nhiều tham lam, nhưng có chúng sinh nhiều phóng dật, nhưng có những chúng sinh cũng có những chúng sinh có chánh niệm, có cái sự từ bỏ, có cái sự buông bỏ, có cái sự ít chấp thủ, vân vân, cũng phải có chứ. Và lúc mà chính Đức Phật, chúng ta nhớ lúc mà ngài sau khi chứng đắc đạo Bồ Đề và 49 ngày ngồi tại cội Bồ Đề để quán về duyên, quán về nhân duyên, thuận nghịch, nhìn về chúng sinh thật là khủng khiếp. Thì ngay khi đó Sa Bát Thí Phạm Thiên mới xuống thỉnh Phật: bạch Thế Tôn, nhân danh tất cả chúng sinh kính thỉnh Thế Tôn, hãy chuyển mê, hãy vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương, những chúng sinh ít có mắt, ít vướng bụi trần, có thể thấy được những pháp nhãn mà Thế Tôn truyền trao. Có những chúng sinh tai ít vướng bụi trần, có thể nghe được những cái lời giảng của chính ngài, và từ đó hiểu biết mà tu tập thành tựu được. Xin Thế Tôn hãy vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương để thế lên Đức Phật nhận lời. Thì cũng như thế đó quý vị, cái nhìn của Đức Phật nhìn về tam giới, quan sát về tam giới, về cái túc mạng minh, cái sanh tử minh của chúng sinh một cách khủng khiếp. Và rồi cái nguyện ước của chính ngài đó chính là ngài tầm cầu cái đạo giải thoát, tầm cầu cái sự giác ngộ, tìm cái con đường giải thoát cho chính mình, và sau đó giáo hóa cho chúng sinh cùng biết. Khi ngài đã giác ngộ xong, khi ngài đã thành tựu viên mãn, cho nên ngày hôm nay chúng ta nhớ cái sự tu tập là cái sự biết buông bỏ, là cái sự tránh, chúng ta không nên quá nhiều tham lam, quá nhiều tham ái, giảm thiểu một chút xíu, bớt một chút, ít một chút. Và chúng ta biết kham nhẫn, biết tu tập, biết an trú chánh niệm, biết an trú chánh định, biết an trú phần giới, biết tu tập, biết làm các việc lành. Và đó cũng chính là cái lời của Đức Phật ngày dạy trước giờ phút viên tịch niết bàn: vô vô anh đô mấy gì nó sẽ tha. Tức là các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp hữu vi là vô ngã. Hãy cố gắng tu tập chớ nhiều cái dễ vui. Hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình: hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi hình hoại tiêu. Như Lai Căn dặn một điều, ráng lo tu tập giải thoát chớ nhiều dễ vui. Ở đó ngài muốn nói cho tất cả chúng sinh là như thế. Và chúng ta trong con đường còn sanh tử đau khổ, nguyện rằng mình sẽ cố gắng tạo các công đức ba la mật thiện sự, đành rằng mình vẫn còn phàm phu, vẫn còn nhiều cái coi như là phước móng nghiệp dày, nhưng chúng ta cũng vẫn một lòng để chúng ta tâm cầu chân lý, tâm cầu cái sự giải thoát, để chúng ta được an lạc ở hiện tại cũng như ở kiếp này sinh. Kính thưa kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có đôi điều trình bày qua câu Pháp Cú số 28 là như vậy: người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhưng khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng,
Đây là ý nghĩa của câu Pháp Cú số 28 là như vậy, và cũng như đã trình bày duyên sự tích nghĩa. Xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây trước khi dứt lời kinh dân và cũng đành hướng trời nữ tích. Tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và các vị chư thần chư thiên, chư vị chân linh giác linh ký linh ở tại chùa Quảng Nghiêm, ở tại chùa Vũ Đức, cũng như ở tư gia của chư quý vị, mong cho tất cả đều được an lạc và được thánh hóa trong Phật pháp, tạo nghiệp cho hành lành, tu tập để sống an lạc giải thoát. Mong cho tất cả chúng ta được yên vui, được thánh hóa trong Phật pháp, và mong cho các vị thầy tổ, các vị quyến thuộc hiện tiền cũng như ở quá khứ được an vui nơi cảnh giới tái sinh. Mong cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, được thánh hóa, và xin gửi đến tính quý vị tất cả quý vị được an lành, được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Bảo Đại, Nam mô Sanh Ca Nhất. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 28 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học thành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và tôi sắp bấm.